Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã khép lại với sự lên ngôi quán quân của đội pháo hoa Pháp. Tuy nhiên, để người dân và du khách có những trải nghiệm tuyệt vời trong đêm thi thứ năm nói riêng và xuyên suốt lễ hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được thành phố chú trọng, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong suốt tất cả các đêm thi, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa quân số, phương tiện triển khai công tác phân luồng, đảm bảo giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, cũng như việc đảm bảo an ninh ở tất cả các khu vực. Phân luồng từng dòng phương tiện, xe 40 trên 30 chỗ là được đi vào tuyến nào, xe dưới 30 chỗ thì đi tuyến nào, các loại xe mô tô thì đi tuyến nào, có sự phân luồng rạch ròi như thế để cho các phương tiện không có sự xáo trộn, việc lưu thông thuận lợi. Đấy là cái cách làm sau với các năm, thì năm này chúng tôi cũng có cái đổi mới. Với kinh nghiệm của những mùa pháo hoa trước đó và nỗ lực trong việc đổi mới cách thức triển khai phù hợp với tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã giúp người dân an tâm thưởng thức trọn vẹn những màn biểu diễn, thuận tiện trong việc di chuyển trước và sau khi chương trình kết thúc. Em thấy ở đây an ninh rất là tốt luôn. Cứ cách 10 mét là có một cán bộ đứng, cho nên em thấy rất là tốt luôn. Tại vì Đà Nẵng là một thành phố đáng sống. Hơn nữa ở đây an ninh rất là tốt, Đà Nẵng rất là đẹp. Hơn nữa là lễ hội pháo hoa thì sau 2 năm trở lại thì em thấy là mọi người đến đây cũng đông. Tức là suy nghĩ của mọi người chắc là cũng giống em. Thì bản thân tôi thấy rằng là cái công tác chuẩn bị của thành phố Đà Nẵng rất là chu đáo. Công tác an ninh từ phân luồng giao thông đến chuẩn bị các cái điều kiện cho cái lễ hội pháo hoa rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong cá nhân chúng tôi, cũng như là chắc chắn là bạn bè quốc tế cũng rất là hài lòng. Đây là lần đầu tiên chị được tham gia lại cái lễ hội pháo hoa. Vì những năm trước là bị dịch Covid cho nên là không tổ chức được lễ hội. Nhưng mà về mặt an ninh thì chị thấy rằng là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng rất quan tâm về cái công tác đảm bảo an ninh cho khách du lịch cũng như là người dân tại địa phương tham gia cái lễ hội pháo hoa lần này. Về cảnh sát giao thông thì được huy động trên tất cả các địa bàn của thành phố Đà Nẵng. Lực lượng cán bộ cũng như các anh chị tại Singroup, các bạn cộng tác viên đều tham gia rất là nhiệt tình. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã thật sự làm nên một dấu ấn khó quên cho du lịch Đà Nẵng trong mùa hè năm nay. Chỉ riêng trong đêm chung kết, thành phố đã đón hơn 63.000 lượt khách. Công tác an ninh luôn được thắt chặt trên các tuyến đường dọc sông Hằng như Bạch Đằng, Như Nguyệt, Trần Hưng Đạo. Hàng ngàn cảnh sát và phương tiện đã được huy động bố trí khắp nơi để đảm bảo an toàn trong các đêm diễn ra lễ hội. Năm nay thì sau khi dịch 3 năm dịch không bán hoa, thì chúng tôi cũng đã lường trước là trở lại bán hoa thì tất cả du khách sẽ đến rất là đông, nhưng mà lượng các khán giả trong khán đài thì rất ít. Như vậy lượng khách người ta sẽ dồn ở đây là ở tất cả ở ngoài đường và các vị trí để xem qua màn hình. Cho nên chúng tôi cũng đặt ra là tất cả những nơi đó chúng tôi đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và giao thông xuyên suốt để cũng như phục vụ người dân cũng như đến mức tốt nhất. Trải qua 5 đêm thi đầy cảm xúc, có thể nói công tác đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố then chốt góp phần làm nên thành công cho lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng GIFF 2023. Không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố du lịch Đà Nẵng an toàn, thành phố sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.